sắp đến Tết rồi, anh em làm cái phim gì cho nó không khí Tết đi. Kung Fu Panda. Người Mỹ có thể thua ở Việt Nam, có thể phá hỏng tuổi thơ mọi người bằng cách nhuộm đen nàng tiên cá và phá hỏng pizza bằng cách cho dứa lên nó. Thực ra là pizza có dứa khá ngon. Nhưng có một cái họ không làm hỏng là một bộ phim về con gấu trúc đi học Kung Fu. Cái bộ phim này châu Á đến nỗi xếp hạng trên IMDb của nó phải là A+ chứ không phải là số gì đấy như mấy ông phương Tây. Đánh đấm đậm chất võ thuật châu Á, âm thanh cũng châu Á, mọi thứ đều được làm tỉ mỉ. Từ võ thuật, kịch bản, thông điệp, văn hóa địa phương. Nếu mà cho Kung Fu Panda đi thi Olympic toán thì ai cũng nghĩ là nó thuộc đội tuyển Mỹ. Tại vì nhìn nó quá châu Á, không cần đao to búa lớn hay là Trấn Thành là nhân vật chính. Vậy thì nó hay ở đâu? Trong video này chúng ta sẽ nói kỹ hơn tại sao Kung Fu Panda lại là một tuyệt phẩm. Hãy bắt đầu với những lý do cơ bản trước đi. Thứ nhất là cái phim này hài, kể cả với trẻ con hay là người lớn chả xem hoạt hình bao giờ thì ai cũng thấy nó hài. Jack Black trong vai một con gấu béo thích đánh nhau, một gã người béo vào vai một con gấu béo cù nhây. Nếu mà so với công ty quái vật thì đây là một bức tiếng trong khâu casting của các nhà làm phim, tại vì họ đã chọn Billy Crystal, một ông mà có hai mắt, để lồng tiếng cho một con quái vật một mắt. Thế thì làm sao mà được? Mà Kung Fu Panda không chỉ nhân vật chính hài, mỗi nhân vật thì đều có những miếng hài riêng. Điển hình nhất là kể cả phản diện Thai Lung với quả meme sống còn lâu hơn cả vũ trụ điện ảnh DC. Nói về meme thì cũng có một cái meme nữa cũng viral, là cái lúc đại sư phụ Uwei đưa cái gậy chống chân của mình cho đệ tử trước khi phân hủy. Cái này nó hài tại vì nó bất ngờ so với tính cách của Uwei. Và hơn nữa là cái sự hài hước này thì nó cũng không phá đi tính cách của nhân vật, và nó làm hài lòng được những khán giả có chiều sâu khi xem. Cái điểm tiếp theo để khen về Kung Fu Panda là các cảnh hành động. Tên bộ phim được đặt là Kung Fu Panda thì thực sự ban đầu tôi xem là tôi cũng không nghĩ là một con gấu trúc đánh võ là nghe là một ý tưởng hay đâu. Tại vì bọn gấu trúc thì nó có gì làm ngoài là ở trong sách đỏ đâu. Nhưng mà đây chắc chắn là một trong những bộ phim đậm chất Kung Fu nhất. Phải dành lời khen cho chỉ đạo võ thuật khi mà đã tạo ra hàng trăm cảnh hành động thực sự rất ra chất Kung Fu. Cách mọi thứ chuyển động nhanh, mượt mà, đầy sự tính toán nhưng mà không thiếu chất nghệ mà vẫn đầy đủ tính thực chiến. Tôi đùa đấy, không thực chiến lắm. Có một cái nghệ nữa mà tôi muốn nói là cái nghệ trong cảnh Thai Lung vượt ngục. Thì đây chắc chắn là một trong những đoạn Kung Fu đáng nhớ nhất. Cái hay nằm ở chỗ là phim tự đặt ra một bài toán khó cho nhân vật phản diện và lần lượt giải nó một cách cực kỳ thuyết phục. Thai Lung bị khóa chặt tay chân vào một chiếc mai rùa, một cái foreshadowing rằng là Uwei ra đi rồi thì sẽ không còn ai áp chế được Thai Lung nữa. Rồi hắn ta mở khóa nó bằng một chiếc lông tình cờ rơi xuống vì sự xuất hiện chủ động của Shifu, người mà đã được Uwei cảnh báo là sẽ vô tình gặp phải định mệnh trên con đường trốn tránh nó. Những đoạn tiếp theo không chỉ thỏa mãn về hình ảnh mà còn về logic. Thai Lung từng bước leo lên cao bằng chính những cái thứ quân lính ném xuống để cản trở hắn. Và nhịp độ của cuộc tẩu thoát thì ngày một tăng lên khi mà khoảng cách của Thai Lung và quân lính bị rút ngắn. Lúc này theo logic thì Thai Lung, kẻ bị giam cầm, bất mãn, ngập chìm trong thù hận, sẽ chắc chắn xả cơn thịnh nộ lên những người cai ngục, và xé xác và đánh nát bét đội kia. Nó cần phải như thế thì nó mới logic ấy. Nhưng mà đây là phim trẻ con thì làm thế không được, mà làm nó nhẹ nhàng hay là né né đi quá thì thành ra lại hèn. Và người làm phim đã xử lý được cả hai vấn đề này luôn. Trong cảnh Thai Lung giáp lá cà với đám quân lính thì hắn ta đã đút cả một cây chùy vào mồm một tên và tung hắn lên. Cái cảnh này gây cười và làm giảm sự nghiêm trọng của mọi thứ. Nhưng mà sau đó là cảnh Thai Lung sút cả đám xuống vực và đón lấy con tê giác và ném đi. Thì đây là một cái ví dụ nữa cho việc hài hước nhưng mà không phá đi tính cách của nhân vật. Lúc này thì nó không phải là Kung Fu Panda mà nó đơn thuần là Kung Fu thôi. Cái phim này nên được công nhận như một bộ phim về Kung Fu chứ không chỉ là phim hoạt hình. Sau khi Thai Lung đã trốn thoát và hàng loạt những trận chiến tay đôi hay là một trước tất cả xảy ra thì tất cả đều được sắp xếp và biên đạo rất sáng tạo. Các thế võ của động vật thì nó cũng không xa lạ gì với người Việt nói riêng và người châu Á nói chung rồi. Cái điểm đặc biệt ở đây là chúng được sử dụng trên những chính con vật đấy và tạo dấu ấn riêng cho các nhân vật phụ. Tôi thừa nhận là khi mà nhìn rắn tỉ tỉ quấn quanh con báo Thai Lung thì tôi thấy khá là sởn gai ốc, vì biết đâu xé toạc ra phát thì con rắn đất đôi ra. Một vài cảnh xuất sắc khác trong phim thì có thể kể đến như là đoạn trong phòng tập này, pha solo giữa Thai Lung và sư phụ của mình này. Nhưng mà hay nhất thì chắc là pha tay đôi giữa Po và Thai Lung đi. Cái mô típ người được chọn đối đầu với kẻ nghĩ mình được chọn thì nó đã xuất hiện ở cả nghìn phim rồi. Và hầu hết thì nó diễn ra theo cách là nhân vật chính ăn hành và tiếp tục ăn hành. Cho đến khi anh ta nhớ ra mình tên là Naruto hay là Luffy gì đấy thì nhân vật chính đá vào mồm phản diện. Kung Fu Panda thì không chơi kiểu đấy. Đầu tiên là cái trận đánh này nó cực kỳ vô tri, đặc biệt là về mặt võ thuật. Nhưng điều này lại hoàn toàn hợp lý với cái tên Kung Fu Panda. Nó cho tôi cảm giác như kiểu là đang xem phim Thành Long ấy, tại vì Po vận dụng rất sáng tạo địa hình và môi trường xung quanh để giữ cuốn bí kíp khỏi Thai Lung. Và tất cả những điều Po làm thì đều được lấy kinh nghiệm trong những buổi tập luyện cùng Shifu. Cái điều này củng cố cho hai việc. Thứ nhất là lời của đại sư phụ dành cho Shifu về sự ảo tưởng kiểm soát trong mọi thứ của Shifu khiến ông không nhìn ra được tài năng của Po. Po chiến thắng bằng thứ được Shifu dạy nhưng mà theo cách ông không hề ngờ tới. Thứ hai là sự tương phản giữa hai nhân vật.
Tai Lung là một người thiếu kiên nhẫn, không tuân theo các luật lệ. Và hắn thua không phải là vì Po giỏi hơn, mà hắn thua vì hắn là kẻ không có đủ các phẩm chất của một người chiến thắng đích thực. Đúng ra thì Po thắng cũng không phải áp đảo ấy, mà thực sự là bị ăn đấm suốt. Người chiếm thế thượng phong và thậm chí giành được cuốn bí kíp là Tai Lung. Nhưng mà sau khi nhận ra nó trống không thì Tai Lung suy sụp luôn. Vì tất cả sức mạnh của Tai Lung, động lực của Tai Lung thì đều đến từ việc là đạt được cuốn bí kíp để mình mạnh hơn, mình trở thành vô địch. Tức là đây là một thứ động lực bên ngoài, chứ không phải là một nội tại bên trong. Nếu bên trong đã mạnh rồi thì cái bí kíp nó chỉ làm hắn mạnh hơn thôi, chứ không hề định đoạt sức mạnh của hắn. Tôi nghĩ ở đây phim có ý là không phải bạn cứ mạnh là bạn thắng, cứ chà đạp hay là đánh người khác lụi bại là thắng, mà người thắng là người có bản chất cốt lõi, biết chấp nhận bản thân và luôn thay đổi từng ngày. Mà thực sự là chiến thắng của Po thì không phải là Po thắng Tai Lung, mà là Po thắng chính bản thân mình, còn Tai Lung thì thua chính bản thân mình. Phim đã làm cực kỳ tốt việc này, thay vì là giảm sức mạnh của phản diện và búp bẩn cho nhân vật chính, và làm cái trận chiến trở nên ý nghĩa hơn. Thêm một điểm nữa khiến bộ phim tôi thấy trở nên đáng giá hơn là nhân vật trung tâm. Po không được xây dựng theo một hình mẫu anh hùng về một kẻ được chọn, nặng vui tươi được tác giả trải thảm tới đích bằng búp bẩn các thứ. Po có nhiều mặt rất là con người, mặc dù Po là gấu trúc. Anh này thậm chí phế điên khi mà được đại sư phụ chỉ làm thần long đại hiệp, hay nói chính xác hơn là bay thẳng vào ngón tay của ông khi mà sư phụ đang chỉ cho người được chọn. Thì Po thực sự là không muốn trở thành thần long đại hiệp hay là cướp mất cái cơ hội này từ tay người khác. Cậu chỉ luôn cố gắng hoàn thành những nghĩa vụ một lần làm thần long bù nhìn, tốt tính với mọi người, mặc dù là thứ cậu nhận lại được từ xung quanh là sự khinh bỉ, chê bai và thương hại. Cái phân cảnh Po đi về phòng cùng mọi người, câu nói cậu không thuộc về nơi này được nhấn lại tới 2 lần, một từ xéo huynh, dù là anh này nói là mình không có ý, và sau đó thì là một câu sát thương chuẩn đến từ hổ nương. Này có lạc quan đến mấy thì cũng phải tổn thương thôi. Trong phim thì cái cách camera lùi về phía sau là thấy là anh này cũng sợ lấy nỗi buồn từ Po này. Các nhân vật phụ cụ thể ở đây là Ngũ Đại Hiệp, dù không được đào sâu nhưng mà vẫn thể hiện được tính cách khác nhau khi mà bày tỏ thái độ với Po. Hổ nương thì không ngại va luôn, chửi liên tục. Bọ ngựa và khỉ thì đùa cợt về sự vụng về của cậu này, còn rắn và xếu thì lại tỏ ra thực sự quan tâm đến sức khỏe của Po. Ít nhất thì tất cả những người này thể hiện mình là năm màu sắc khác nhau thay vì năm cái bao cát cho Tai Lung. Sau khi rời nhà chung, Po lên núi để trò chuyện với nỗi buồn của mình, thực ra là với cái dạ dày, thì nhà làm phim luôn biết cách điều chỉnh cảm xúc của người xem. Nhưng mà với Po thì Po luôn cố gắng để không thể hiện ra với người khác sự buồn bực của mình. Và đó là lúc mà cậu gặp lại đại sư phụ Uwei và được giải thích cho câu chuyện là hãy để quá khứ ở lại và tiến về phía trước. Po đã ghi nhớ điều đó và vượt qua sự phân vân trong mình. Sau đó thì liên tục trải qua các bài huấn luyện, thứ được sắp xếp để loại bỏ mình, liên tục thất bại nhưng không bao giờ từ bỏ, với niềm hy vọng mình có thể trở nên tốt đẹp hơn. Mọi người bắt đầu công nhận sự cố gắng này và bắt đầu tỏ ra nhẹ nhàng với cậu hơn, trừ hổ nương. Cho đến khi tin tức Tai Lung vượt ngục được lan ra và không còn thời gian để tập luyện, thì giờ là lúc cầm súng lên ra trận, deadline tới đít luôn. Cuốn bí kíp cũng được lấy xuống và kết quả chả có gì bên trong. Tất cả thầy trò đều bối rối khi mà không thể tạo ra được một thần long đại hiệp để ngăn chặn thảm họa. Đến cả Po, người lạc quan nhất, thì cũng đã có một phân cảnh cực kỳ xuất sắc. Nói thẳng luôn với sư phụ về cảm xúc bên trong mình, rằng việc cậu ăn bám ở Ngọc Điện không phải là vì cậu nghĩ mình có thể trở thành thần long đại hiệp, mà việc từ chối nó thì không khác gì chấp nhận sự hèn kém của bản thân. Cậu ở lại vì tin rằng là sẽ có ai đó thay đổi được cậu, khiến cậu vượt qua bản thân mình. Thì người đó chính là Shifu, người mà chưa bao giờ đặt lòng tin vào con gấu này. Nếu mà tưởng tượng thì kiểu đang bất mãn với cuộc đời và con người mình này, xong rồi đột nhiên có cơ hội sống và huấn luyện cùng những người mình thần tượng với niềm tin là đây, đến lúc ở đây chính là lúc thực hiện giấc mơ. Nhưng mà mọi người đều ghét mình, kể cả những người mình thần tượng nhất cho đến những người trực tiếp dạy dỗ mình, và mình đều không thể đáp ứng được kỳ vọng từ họ. Càng ngày thì bạn sẽ càng thất vọng về chính con người bản thân. Và đó là một cột mốc quan trọng trước khi Po thay đổi, hay chính xác hơn là mọi người đều phải thay đổi, đặc biệt là sư phụ Shifu. Và người làm Shifu thay đổi suy nghĩ về sự áp đặt lòng tin lại không phải Uwei nhé, mà lại chính là Po. Vì trước giờ thì Shifu vẫn muốn tạo ra một Tai Lung 2.0, nhưng mà khi mà Po xuất hiện và thách thức mọi cái nhân sinh quan của Shifu thì Shifu đã thay đổi. Và đây là lúc mà chúng ta nói về Tai Lung, một phản diện cực kỳ xuất sắc. Mọi người hay đánh giá cao Kai Kai và Lord Chen hơn, nhưng mà tôi cảm thấy ấn tượng với sự lạnh lùng và chết chóc của Tai Lung hơn. Chúng ta được nghe về quá khứ của Tai Lung qua miệng của hổ nương này, thứ mà được hổ dùng để hạ thấp Po. Và đây là một cách vô cùng duyên dáng để kể về góc khuất của một kẻ phản diện và nâng hắn lên. Tai Lung là học trò cưng của Shifu, được ông truyền niềm tin rằng cậu sẽ trở thành thần long đại hiệp. Nhưng mà chính niềm tin mù quáng của Shifu lại biến cả cuộc đời của Tai Lung chìm sâu trong thù hận. Sau này khi mà Tai Lung bị tống vào nhà giam, Shifu có lứa học trò tiếp theo chính là Ngũ Đại bây giờ. Ông vẫn giữ nguyên cách dạy dỗ như vậy, nhưng mà chỉ có thay đổi là luôn cố gắng không đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai như đã từng làm với Tai Lung. Và
Tai Lung đã đúng khi mà đổ lỗi cho sư phụ mình. Cả hai có một màn đấu cả võ tay lẫn mồm. Thì đây giống như sự trả thù mà Sifu xứng đáng phải nhận lại khi mà gieo quá nhiều niềm hy vọng cho một đứa trẻ, nhưng mà vào lúc nó cần ông nhất. Cái lúc mà Tai Lung bị đại sư Uwe từ chối thì Sifu lại chỉ nghĩ về sự kỳ vọng của bản thân mà không nhận ra là mình đã hủy hoại cuộc đời một con người. Sau cùng thì khi thất bại toàn tập trước học trò của mình, ông mới nói ra lời xin lỗi. Đó là thứ mà Tai Lung chưa bao giờ được nghe, và cũng có thể là nếu hắn nhận được hai chữ này sớm hơn thì phim đã thành Kung Fu Tai Lung. Quan trọng hơn là ánh mắt của Tai Lung lúc đấy, cái cách mà tròng mắt di chuyển ấy, nói lên việc là chính hắn cũng nhận ra là bản thân mình đã thay đổi đến mức nào, nhưng mà đã quá xa để quay đầu. Hay đấy. Một cái điểm nữa cực kỳ quan trọng mà không thể nào không nhắc tới chính là cách mà Po và Tai Lung đón nhận thông tin trong cuốn bí kíp là nó trống không, hoặc là người đời trước đã viết nó bằng nước táo. Ừ thì có một chút không công bằng khi mà Po được đọc được trước, trao đổi với mọi người, xong rồi nói chuyện với bố nuôi các thứ, trong khi Tai Lung thì biết niềm tin của cả đời mình thực ra là chỉ là một cuộn vải bóng trơn trong vài phút cuối phim. Cái nhân tiện nói về cảnh Po gặp bố nuôi đi, trong phim cũng khá là tài tình khi mà khiến tôi và nhiều người nghĩ rằng là ông Ping là bố ruột của cậu thật ấy. Trong lúc hai bố con gặp nhau thì bố của Po đã nói cho Po sự thật về món canh bí truyền của mình, là nó chả có gia vị bí mật nào cả. Chính người nấu là người quyết định xem là nó có đặc biệt hay không, cậu chỉ cần tin vào chính mình, như cái cách khán giả đặt lòng tin vào một bộ phim được đạo diễn bởi Trấn Thành. Quay trở lại bộ phim thì đây cũng chính là thông điệp chủ đạo của Kung Fu Panda: hãy tập trung vào điều khiến bạn khác biệt và khiến bạn trở nên đặc biệt, đừng đi tìm cái điều đấy ở bên ngoài. Đó là một thông điệp rất xưa rồi, khá giáo điều, không có gì mới lạ cả. Nhưng mà cách nó được trình bày trong phim hay là giống như tất cả những thứ khác của Kung Fu Panda đều rất mới mẻ và độc đáo. Po trở thành thần long đại hiệp bằng chính những thứ mà định nghĩa nên cậu ta, là thích ăn uống, vóc dáng tròn trịa và sự lạc quan trước mọi khó khăn. Và Po đã từ một con gấu vụng về trở thành một bậc thầy về kung fu. Tất cả là do Sifu đã điều chỉnh cách dạy dỗ của mình để có thể phát triển tối đa tiềm năng của Po. Nếu cha của Po có thể làm món mì đơn giản nhưng mà có hương vị tuyệt vời đến khó tin thì một con gấu trúc to béo cũng có thể trở thành một bậc thầy kung fu huyền thoại. Còn Tai Lung thì đánh bại được Po và đoạt được bí kíp, sau đó thì cũng được Po giải thích về ý nghĩa của việc chấp nhận con người thật của bản thân, thì Tai Lung lại không hề hiểu được và không muốn tin là đù má, tao phải chấp nhận bản thân tao à? Hay nói cách khác là cả hai đã đi một đoạn đường xa để tìm một phiên bản tốt hơn của mình. Nhưng Po thì chấp nhận đó chính là bản thân mình, còn Tai Lung thì không. Hắn từ chối thì đồng nghĩa là danh hiệu thần long đại hiệp là thứ mà Tai Lung không bao giờ có được, và đây là điểm mấu chốt giúp Po chiến thắng. Nhưng mà nó không phải là duy nhất. Po được sinh ra để cao tờ kung fu, nếu mà cơ thể toàn mỡ xong rồi là dây thần kinh sắp xếp hài hước luôn, Tai Lung không thể điểm huyệt được, hay là bọ ngựa rất là cảm thấy khó khăn khi mà châm cứu cho Po. Và cuối cùng thì Po đánh bại Tai Lung bằng chiêu thức giữ ngón tay, thứ mà cậu đã vô cùng để tâm và học hỏi khi mà bị sư phụ Sifu sử dụng một lần. Và cuối cùng là Kung Fu Panda có một cái kết trọn vẹn khi mà Po có được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Ngũ đại cũng gọi cậu là Master, còn Sifu thì có thể yên tâm vì sai lầm của mình gây ra với Tai Lung đã được giải quyết. Và hơn nữa thì cuối cùng cũng đã đào tạo được một thần long đại hiệp. Và đó là kết thúc của video này. Các bạn thấy sao về Kung Fu Panda, và các bạn muốn chúng tôi làm về bộ phim nào khác nữa thì hãy comment bên dưới. Và đừng quên tham gia group phim này hay phết của The Reviewer để vào đây chúng tôi bàn luận các thứ. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.